Rồi, cho những anh em mà chưa được sở hữu và chưa biết về cái máy siết bu lông Miyuki M12 FEVW2F12 này thì cái con này là model mới, nó là Gen 2, bản nâng cấp từ Gen 1 đó. Cái con này thì nó có nhiều cái cải tiến. Thứ nhất về lực thì chắc chắn anh em nào cũng biết rồi. Về lực ha. Đó, rồi thứ hai nữa, cái điểm khác biệt là ở chỗ này nó chuyển cái chức năng. Như mẫu cũ là anh em sẽ bấm một cái nút nhấn ở trên cái thang máy này, nhưng mà con này thì nó sẽ chuyển qua nút nhấn trên cò luôn anh em ha. Đó, giống như cái hình ở đây mô phỏng anh em thấy, anh em sẽ đẩy cái nút đảo chiều trái phải này về giữa nè. Đó, bắt đầu anh em sẽ bóp hai lần liên tục. Anh em bóp nhanh thì cái phím số này nó sẽ tự động, nó sẽ nhảy vòng tròn ha, 1 2 3 4, đó, nó sẽ nhảy như vậy. Rồi cái điểm thứ ba về cái bản nâng cấp thì ở đây thì nó sẽ có ba đèn ở phía trước, thì nó sẽ giúp cho anh em soi sáng nè, soi sáng khi anh em làm việc ha, nơi thiếu ánh sáng nè, nguồn điện nè, nó sẽ giúp hiệu quả hơn cho anh em khi anh em làm việc. Rồi thứ tư nữa, cái bản này thì cái con này là lực của nó sở hữu một cái lực khá là khủng rồi, thì hãng người ta đã thiết kế cái chân pin này nó có thêm một cái lá thép, lá đệm ở dưới này đó. Cái vòng đệm này thì nó giúp cho cái viên pin anh em khi cắm vào nó sẽ chặt hơn, khi anh em sử dụng thì lực tác động của búa nó sẽ đỡ bị rung lắc và nó đỡ bị lỏng lẻo cái chân pin này ha. Cái này thì hãng của Miyuki làm rất là tinh tế luôn anh em đó. Nói chung là con này thì nói chung là hiện tại mình chưa test, nhưng mà cảm nhận và cảm quan của một cái máy thì quá là ok, hoàn hảo luôn, xuất sắc 100%. Nói chung Miyuki không bao giờ làm cho anh em thất vọng ha. Ok, anh em nào quan tâm thì anh em liên hệ nha, có hỗ trợ trả góp cho anh em đầy đủ luôn, có đầy đủ hàng cho anh em nha. Chào tất cả anh em.